Chiều ngày 9 tháng 11, trước dự báo cơn bão số 6 sẽ đổ bộ vào Phú Yên, người dân sống tại thành phố Tuy Hòa và các huyện Đông Hòa, Tuy An đã gấp rút dàn chống lại nhà cửa, gia cố lại tường vách, mái tôn để phòng bão đổ bộ vào đất liền. Ghi nhận chiều ngày 9 tháng 11 tại thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An và huyện Đông Hòa, đa số các cơ quan nhà nước cũng như người dân đã có những hành động tích cực để ứng phó khi bão ập đến, như gia cố mái nhà bằng dây thừng, dùng bao cát chắn mái tôn, chặt bớt cây xanh. Đặc biệt tại khu vực phường 6, nơi có nguy cơ triều cường xâm hại mạnh, lực lượng dân quân tự vệ và quân đội đã đến tận nơi giúp đỡ người dân che chắn, gia cố lại nhà cửa, bảo vệ tài sản của mình. Vịnh Xuân Đài ở thị xã Sông Cầu, nơi nuôi thủy sản lớn nhất tỉnh Phú Yên, luôn là nỗi lo lắng của chính quyền địa phương mỗi khi có bão lớn. Trên một bè nuôi tôm hùm cách bờ khoảng 500m, 4 thanh niên liên tục đổ các xô mồi xuống các lồng nuôi bên dưới để tôm ăn. Họ là người Khánh Hòa, ra Sông Cầu nuôi tôm hùm thuê cho một người chủ là dân địa phương. Một thanh niên nói mỗi ngày chỉ cho tôm ăn 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Thanh niên này cho biết, ngày thường thì buổi tối những người nuôi tôm ở lại chòi trên bè trong vịnh. Nhưng nay nghe báo bão số 6 nên định trưa này 10 tháng 11 sẽ vào bờ trú tránh chứ không ở lại. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sông Cầu, trong vịnh Xuân Đài có 1.861 bè nuôi hải sản. Bình quân mỗi bè có 2 người trông coi, chăm sóc. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tỏ ra lo lắng khi thấy lượng bè nuôi thủy sản ở đây quá lớn và lượng người nuôi quá đông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay, toàn tỉnh có khoảng 3.600 người nuôi hải sản. Tỉnh đã chỉ đạo cho các xã Sông Cầu và 2 huyện Đông Hòa, Tuy An phải sơ tán toàn bộ dân trên các lồng bè vào bờ tránh bão trước 12 giờ trưa nay.